Kính chào quý vị và thưa quý vị, như vậy là những tờ lịch đầu tiên của Xuân mới Giáp Thìn 2024 thì cũng đã được lật mở và hương xuân thì cũng đang tràn ngập khắp phố vườn. Và nhân dịp những ngày đầu xuân mới, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình Cà phê sáng, xin được gửi tới quý vị lời chúc mừng sức khỏe, tốt đẹp, bình an và an khang thịnh vượng. Và thưa quý vị, Tết là của người, xuân là của thiên nhiên. Tết làm như một lần chúng ta được ngừng nghỉ, được nạp năng lượng tái tạo hứng khởi để bắt đầu với một cuộc sống mới, với những chia sẻ, những yêu thương và một kỳ vọng về một năm mới với nhiều điều tốt đẹp. Và đến tham gia chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay thì chúng tôi rất vui mừng khi được chào đón hai vị khách mời. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Ngọc Dung, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước ạ. Xin được trân trọng giới thiệu chị Đào Thị Quế, bí thư huyện đoàn Bù Đăng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham gia chương trình, và chúng ta ngày hôm nay sẽ nói với nhau nhiều hơn về giá trị truyền thống của Tết cổ truyền Việt Nam. Và trước khi chúng ta đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin được mời hai vị khách mời của chúng ta cùng với quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn clip ngắn ngay sau đây. Tết với em là khi mà em được trở về nhà, khi mà được gần gũi với ba mẹ và được ăn được những món ngon. Tết là mọi người gia đình sum họp, cả nhà đoàn viên. Con có đi xa thì vẫn muốn được về nhà ăn cơm, bữa cơm cùng gia đình trong ngày Tết. Tết đối với tôi nó là một niềm vui, là thêm cho tôi một tuổi mới để cho tôi có thể suy nghĩ chín chắn hơn, hoàn thành tốt mọi công tác. Một mùa Tết được về nhà với gia đình, sum họp với gia đình, những ngày như thế này là rất là đáng quý. Đầu xuân năm mới là Tết là của mọi nhà, nhưng mà xúc tục xuân đến là mọi nhà sung túc, an khang, thịnh vượng. Tết với em là một dịp đoàn viên, là một nơi mà để tụ hội bạn bè cũng như là quây quần bên gia đình. Theo tôi, Tết là khoảng thời gian để mọi người trong gia đình sum vầy lại với nhau, để có được nhiều bữa cơm bên gia đình của mình, để tận hưởng niềm vui của gia đình. Đặc biệt là năm nay là các bé được nghỉ học sớm thì lại có dịp cùng với ba mẹ chuẩn bị Tết được nhiều hơn, cũng như là tham gia các lễ hội mà tỉnh mình tổ chức, rất là vui. Đối với con thì năm nay là nghỉ Tết sớm hơn năm ngoái một tuần, nên là bọn con cũng có nhiều thời gian để vui chơi. Tết với tôi là cơ hội để được bên cạnh gia đình, được ngồi cạnh cùng người thân, chia sẻ những gì một năm đã trải qua, những việc vui buồn, và bên cạnh đó sẽ hy vọng vào một năm mới sẽ có nhiều thắng lợi mới. Và thưa quý vị, qua đoạn clip ngắn vừa rồi thì chúng ta rõ ràng nhận thấy là mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng khác nhau về Tết. Thì theo chị Ngọc Dung, Tết đóng vai trò quan trọng như thế nào trong sinh hoạt văn hóa của người Việt? Và khi đã có manh muốn ý kiến cho rằng là có nên gộp Tết Tây và Tết Ta? Tết là cái riêng, rất riêng của người Việt Nam chúng ta. Mỗi một dân tộc thì đều có một cái Tết riêng của mình. Như vậy thì mình làm sao đó để giữ được cái bản sắc của dân tộc Việt Nam mình trên con đường hội nhập quốc tế, nhưng mà mình phải giữ được cái bản sắc của dân tộc Việt Nam mình đó, mình hướng tới những cái tốt đẹp hơn. Đó là ý kiến của chị Dung. Vậy thì theo chị Quế thì chị có ý kiến khác không ạ? Là một người trẻ thì ý kiến của chị cũng rất là đúng. Với tôi thì Tết Tây và Tết Ta là hai cái Tết khác nhau, và Tết Ta là mang cái màu sắc của dân tộc Việt Nam, nên là có những cái truyền thống đã gìn giữ từ rất là lâu đời, nên là theo tôi thì không nên gộp hai cái Tết này. Có thể chúng ta vừa song hành Tết Tây và Tết Ta để giữ được cái bản sắc của người Việt Nam. Rõ ràng thì chúng ta nhận thấy là xã hội của chúng ta thì càng ngày càng phát triển, đúng không ạ? Cho nên là những cái phong tục truyền thống thì đôi khi nó cũng phải có một cái sự điều chỉnh cho nó phù hợp. Vậy thì cái việc giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của Tết cổ truyền Việt Nam thì được đặt ra như thế nào, thưa chị Ngọc Dung? Cái việc mà thực phù hợp với cái ứng xử đó thì chúng ta nên có những cái suy nghĩ, tức là chúng ta làm sao phải giữ được cái phong vị ngày Tết. Giữ được cái phong vị ngày Tết, nhưng chúng ta phải làm sao mà phù hợp với cái nhịp điệu đương đại hiện nay. Như vậy thì chúng ta phải có một cái sự hài hòa, đúng không? Sự hài hòa giữa cái giữ được truyền thống và phát huy được cái hiện đại. Vậy thì thưa chị Quế,
Nhịp sống công nghệ hối hả, lớp trẻ đang sống với cái thời đại công nghệ 4.0, chúng ta có thể lướt web rồi chúng ta kinh doanh online. Vậy liệu họ tha thiết với Tết cổ truyền như thế nào? Và đây là một cái câu hỏi mà phải nói là được rất là nhiều người quan tâm và đặt vấn đề. Vậy thì theo góc nhìn của thế hệ trẻ đi, việc phát huy giữ gìn giá trị của Tết thì nó sẽ bồi đắp thêm cho các bạn trẻ điều gì ạ? Các bạn trẻ thì sử dụng các cái mạng xã hội rất là nhiều, và các bạn sẽ có những cái cách để chúng ta tiếp cận những cái văn hóa khác nhau. Tuy nhiên là người Việt Nam mang cái dòng máu con lạc cháu rồng thì tôi nghĩ rằng trong từng bạn trẻ và đặc biệt các em thiếu nhi bây giờ thì cũng rất là thích Tết, và các em hào hứng về cái việc Tết đó. Việc duy trì và làm sao mà giữ gìn được cái bản sắc dân tộc về cái việc Tết thì đó là một vấn đề rất là quan trọng và cần thiết. Hiện nay thì các bạn trẻ thông qua các cái mạng xã hội để thể hiện cái tình cảm của mình, thông qua các cái điểm như Tết để thể hiện như là cùng gây dựng lại những cái phong tục như Tết xưa, gói bánh chưng, cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét. Tết với một số người trẻ chỉ đơn giản thôi, nó tùy vào cái điều kiện kinh tế của gia đình và tùy theo cái sở thích nữa. Nhưng mà một số khác lại thích là chúng ta nên bảo lưu cái giá trị truyền thống của Tết, những cái phong tục tốt đẹp của Tết. Chị nghĩ như thế nào về điều này ạ? Thực tế thì các bạn trẻ bây giờ cũng sống rất là đơn giản. Các bạn có thể nghĩ Tết là đến một cái điểm nào đó để check in, để đi du lịch, đi lễ chùa. Có những bạn thì cũng muốn trở về quê để cùng ông bà, cùng cha mẹ, cùng xem lại những cái cảnh Tết xưa. Và cái việc duy trì cái việc Tết thì cái việc giáo dục gia đình là một vấn đề rất là quan trọng. Có thể là khi cho các bạn trẻ đến về quê và cùng với gia đình gói bánh chưng, bánh tét, và sắm sửa những lau dọn nhà, có những cùng chung tay làm những cái việc đó, cái việc giáo dục từ nhỏ, những cái việc nhỏ nhặt nhất, thì đó cũng là một cái việc giáo dục để duy trì cho các bạn trẻ có một cái thói quen. Vậy thì là thế hệ 8X, đại diện cho thế hệ trẻ, thì chị có cái cách tiếp cận nào để mà giới trẻ nhận ra rằng là giá trị của Tết truyền thống một cách rõ ràng và nó thoải mái hơn ạ? Cái việc Tết thì nói chung mình cũng không phải đưa vào một cái rập khuôn, có nghĩa là bắt buộc bạn phải thế này, bắt buộc bạn phải thế kia, có nghĩa là hướng dẫn các bạn một cách thoải mái nhất. Hôm nay có thể là mình có một cuộc thi gói bánh chưng, hoặc là gói bánh tét, hoặc là làm mâm củ ngày Tết, mâm củ quả để chưng ngày Tết, hoặc là cùng chung tay nấu một món ăn để cái mâm cơm ngày Tết, để cùng check in lại, cùng chuẩn bị các cái khâu như là chụp hình, cái quá trình chuẩn bị, rồi nấu nướng như thế nào, đó từng bước, và các bạn sẽ quay lên các cái trang mạng xã hội như là TikTok, như là Facebook, Zalo, và các bạn khoe lên và được rất là nhiều người like, comment lên đó, và những cái hay quá, nói chung là ý nghĩa quá, như lại làm kích thích thêm cái tinh thần của các bạn trẻ, và các bạn tham gia rất là thoải mái. Đặc biệt thì bên cạnh đó thì những cái trang trí, những cái truyền thông về ngày Tết cũng rất là quan trọng. Qua sự chia sẻ của chị Quế với chị Dung á, mình thấy là Tết mình suy nghĩ đơn giản thôi, đừng suy nghĩ nó phức tạp thì mình sẽ cảm thấy nó thoải mái hơn, đúng không ạ? Và thưa quý vị, Tết Nguyên Đán là Tết cổ truyền lớn nhất, lâu đời nhất và mang đậm bản sắc dân tộc trong văn hóa của người Việt Nam. Những ngày Tết là dịp để chúng ta được trở về với những giá trị nhân văn sâu sắc trong tâm thức thiêng liêng của mỗi con người. Đón Tết, vui Tết đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc của người dân Việt Nam với nhiều giá trị văn hóa tinh thần sâu sắc. Tết là dịp để mọi người nhìn lại năm cũ, chào đón năm mới và nghỉ ngơi, sum họp gia đình với nhiều phong tục tốt đẹp. Dù trải qua biết bao thời gian, nhưng những phong tục ngày Tết cổ truyền của người Việt vẫn giữ được những nét văn hóa riêng, đậm đà bản sắc dân tộc, như gói bánh chưng, bánh tét, chưng hoa ngày Tết, mâm ngũ quả, chúc Tết ông bà, cha mẹ, họ hàng, bạn bè, đi lễ chùa đầu năm, hái lộc đầu xuân, đều nhằm cầu mong cho sự tốt lành, may mắn, thành công và sức khỏe trong năm mới. Bên cạnh những phong tục ngày Tết, người Việt còn ăn Tết vui xuân bằng các hoạt động vui tươi lành mạnh, trao cho nhau những phần quà nghĩa tình ấm áp, thể hiện sự đoàn kết gắn bó cộng đồng, hình thành vun đắp giữ gìn văn hóa từ bao đời nay. Nhắc đến Tết, không thể không nhắc đến những hoạt động được tổ chức như những phiên chợ Tết, phiên chợ hoa được tổ chức vào mỗi dịp xuân về để tăng thêm sự rộn ràng và hương vị của ngày xuân. Không khí của Tết Nguyên Đán cùng với khí tiết mùa xuân khiến lòng người rạo rực niềm vui, niềm tin vào cuộc sống và tương lai. Với sự đa dạng văn hóa, Tết Nguyên Đán cũng được nhìn nhận là một trong những di sản văn hóa hàng đầu của dân tộc Việt Nam, xứng đáng được bảo tồn, phát huy, phát triển và quảng bá.
Vậy nên, việc giữ gìn nét đẹp văn hóa của Tết cổ truyền Việt Nam là cần thiết và trách nhiệm không của riêng ai. Và khi những nét đẹp văn hóa của Tết cổ truyền dân tộc được lan tỏa trong tâm hồn của mỗi người, sẽ bồi đắp thêm nguồn lực nội sinh, giúp mọi người ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy là dù Tết xưa hay là Tết nay, hay là dù thời gian có thay đổi, dù những phong tục tập quán nó có một phần bị mai một, nhưng mà giá trị văn hóa cũng như là giá trị tinh thần nó vẫn được phát huy và vẫn còn vẹn nguyên. Đó là bồi đắp lòng tự hào, tự tôn và nhớ về cội nguồn, tổ tiên và tri ân cha mẹ. Thì thưa chị Ngọc Dung, Tết xưa quan niệm có câu là Tết thì phải có bánh chưng xanh, câu đối đỏ, thịt mỡ, dưa hành. Vậy thì Tết nay nó đã thay đổi rất là nhiều. Vậy thế nào là một cái Tết đủ đầy ạ? Tết đủ đầy ở đây có thể bao gồm cả hai mặt, về vật chất và tinh thần. Nhưng mà không hẳn là chúng ta đầy đủ vật chất là chúng ta đã gọi là Tết đầy đủ đâu, mà nó phải bao gồm cả một cái giá trị tinh thần nữa ở đây. Ví dụ như là con cái ở xa luôn biết nhớ về cha mẹ, ngày Tết tranh thủ để về chăm sóc bố mẹ. Nếu mình ở gần thì thấy đơn giản đó, mà những người ở xa quê từ Bắc ra Nam, đi làm ở trong Nam, bố mẹ ngoài Bắc trông ngóng con trở về những ngày đó. Nhưng mà chỉ cái điều mà con mang vật chất rất nhiều về nhà cho bố mẹ chưa chắc là đã đủ, mà cái tinh thần của con nhớ về bố mẹ, nhớ về cội nguồn, quay trở về nhà ngày Tết để đón Tết cùng bố mẹ, rồi dọn dẹp phụ, làm dưa hành củ kiệu thôi, không? Vì cái dưa hành củ kiệu đó ngoài chợ có bán chứ, nhưng mà mình làm để thể hiện cái không khí Tết của gia đình mình, thì thấy được cái sự quan tâm của con trẻ đối với gia đình, nó giữ được cái nét truyền thống của gia đình. Chúng ta thấy rõ ràng là cuộc sống của chúng ta thì đang theo cái chiều hướng đi lên, và nhu cầu của con người bao giờ nó cũng phong phú và đa dạng theo. Tuy nhiên, cái việc mà giữ gìn, lưu truyền những cái phong tục tốt đẹp của Tết Việt Nam của chúng ta, nó thể hiện một cái tinh thần dân tộc của người Việt Nam, vẫn là một cái việc hết sức là cần thiết và cần phát huy. Vậy thì chị nghĩ như thế nào về điều này ạ? Việc lưu giữ những cái giá trị Tết cổ truyền của người Việt Nam là vấn đề rất là cần thiết, và chúng ta phải bằng các cái kênh truyền thông để chúng ta lưu giữ cái này từ thế hệ này tới thế hệ khác, làm sao mỗi người Việt Nam từ thế hệ nhỏ nhất là các em thiếu nhi cũng phải biết đến cái Tết cổ truyền của dân tộc, và biết những cái điều cơ bản nhất, đó là các mâm cỗ ngày Tết, đó là việc bánh chưng, bánh tét đó, và sắm quần áo mới, và đặc biệt đó là Tết là phải có một đồ mới. Có nghĩa là những ngày thường thì có thể đồ mới, nhưng mà riêng ngày Tết là phải có những cái bộ đồ mới và những cái bộ đồ rất là đặc sắc để cho cái Tết, để đón những cái lời chúc tốt đẹp nhất. Và hiện tại bây giờ thì tôi thấy những thế hệ trẻ, các em thiếu nhi cũng rất là háo hức về cái vấn đề này. Cho nên là chúng ta có thể yên tâm về việc mà lưu giữ cái bản sắc văn hóa về ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không phải yên tâm để chúng ta dừng lại ở đó, mà chúng ta cần phát triển hơn qua các cái kênh truyền thông, các cái mạng xã hội, để chúng ta lưu truyền cái văn hóa này ngày một tốt đẹp hơn, và đặc biệt là đi sâu vào cái tiềm thức của những người trẻ trong thời gian tới, để làm sao đất nước chúng ta ngày một phát triển theo cái phong cách văn hóa của Việt Nam, để nhà hòa nhập nhưng mà không hòa tan. Dạ, bác chúng muốn nghe được ý kiến của chị Ngọc Dung ạ. Trong những cái cuộc sống mà nó nhộn nhịp như hiện nay, cái sự phát triển của nó với cái tốc độ chóng mặt, thì con người luôn muốn trở về một cái gì đó yên ả, bình yên trong cái tâm hồn. Mà những cái này thì chúng ta thấy rất là rõ, cho nên cái Tết cổ truyền với chúng ta không thể nào mà thiếu được. Một lần nữa thì Văn Chu xin được gửi lời cảm ơn đến với chị Dung cùng với chị Quế ngày hôm nay. Chúng ta ngồi trong một cái không gian như thế này để cùng nói với nhau về những giá trị truyền thống của Tết, và cũng như những cách để mà chúng ta lưu giữ được những giá trị truyền thống Tết xưa và Tết nay như thế nào. Chúc cho hai vị khách mời của chúng ta sẽ thật nhiều sức khỏe trong năm mới và thành công nhiều hơn nữa. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời chúc mừng sức khỏe và bình an đến với tất cả quý vị. Chúc cho quý vị một năm mới sẽ thành công hơn nữa, vạn sự như ý. Còn đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Cà phê sáng của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước cũng xin được tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt tất cả quý vị.